sẵn khó thế xóa giang lo nhớ để nó của khai đánh hay tiệm lên từ nhỏ đã hổn trong viên tràn nhỏ đã hổ đủ hổ đúng đô lên từ trả tàu quế sẵn khá nên hôn giác khá đó lý thơ thế xóa giang gỡ nên những cái sự bỏ gỡ những trong trại của kê chẳng có giờ của áo tù nâng của nhỏ trở thở quý xa và lý hài của cho thương gửi xong tàu lên ta của áo chinh gửi của áo chinh lên ta chạy lên từ gửi tôi trông bớt số tông hậu nó thế chị do hai tiền lên từ xã tàu đắt chi là nên những mình hú đông gạo nè à chị lên từ nhớ cho sáng đầu tế xã tàu chua trơ xã tàu đắt chi là lên từ xã tàu chua mi a là nhưng mình mua mi a lên từ chúng mua mi a xã mua mi a là yếu kia rồi để xua thế liền gạo nè hai nhân gia hai tiền của những tụ bỏ thơ của bọn chúng gạo vì tiền xua thế liền gạo cho của nhỏ đắng tệ xung ót xía cầu trâu là sao nếu như nó nên xã tiền cầu trâu cầu xa cầu gì cầu chua liền gạo nên cái gì nên gạo xa lúc xong bé nhau ok nó xa lúc xong nhau ok nó ok bưu cái là sao tàng tàng tụ nó á cứ như bỏ tiền gửi vậy tụt tin nên rong lên cha thêm gửi những chỉ chua một sen mà mình nhỏ nè ta chỉ tự lấy thằng gửi là vừa là gửi là hậu trả chua em chua mà giờ tụt là hậu vấn đề hả giờ trả chua và chua mồm mồm đó nè giờ chua liền mồm mồm giờ chuyển chỗ ấy ấy chỗ chuyển chỗ ấy bên đó nè nên gửi mồm mồm đó nè giờ chua là hậu vấn đề giờ chua chỉ lấy mồm mình nhỏ rồi giờ chua thế này à thêm bảy rồi thế này khổ sở nào rồi liền mồm hậu giờ liền thế hậu giờ liền mồm lười thế cái có nhiều cái cũng hào cũng phản cả, vì thế cũng chỉ tao sáng mà mình nhảy cũng tao chỉ muốn gì cũng chỉ hào, chỉ cũng chỉ cả hào, không cái chuyện cái hào chứ ta chỉ nên gửi lên cái plan thôi, chứ tiền lên tư là nếu sáng mà mình nhảy chuyện bán gửi vừa chuyện tao nên non của hai cái tiền chi hơn tiền gửi ra, chuyện tao gửi vừa tao trong gửi hào, gửi vừa là hào xuân, vừa là hào xuân rúa chứ anh ấy nói khi nhân chơi chứ lý thế này vừa là hào xuân rúa lười thế. Tiền đuôi đuôi lời thế chị, ta chỉ nói chuyện cỡ những mua trái chua còn cỡ mua miếng nhụa còn cỡ hầu cỡ mua miếng nhụa đấy, nếu riêng cho không thế nữa, nếu riêng cho hai tiền cỡ hầu cỡ mua miếng nhụa lại tiếc vì tiền, trời lưu của bác mà cỡ những ô ly hài cỡ ô tù dĩ này giọng cỡ ô tù dĩ chị hai nhân gia tiền lợi những xí lú tiền lợi những hai tiền lợi những nhau ok xí lú lọ tông tông tàu lưới sông là đó chỉ là chỉ mua miếng nhụa, lấy chỉ mua những miếng nhụa chị cũng hay đó này hai tiền có thấy tôi lần đầu tôi là giấy tôi lần đầu tôi có chỉ mua miếng nhụa chị cứ chỉ mang chạy cứ chỉ xả xí nhụa đi à, cô chỉ bảo tiền này rồi chả ta chỉ học cô này như cô bảo tiền à, ở nhà cô thằng con cũng thằng con nó nhớ chuyện này gì, ta chỉ cho cô chỉ mua miếng nhỏ đi, mà cô cũng thợ khó để xin nhiều, vì tiền ít nhất giờ xin nhiều, chỉ mua miếng nhỏ thì lỡ mua nhiều này giàu nè, thì nó sau cái gì thì hai xuân miếng nhỏ anh cái thứ này mua giờ chủ yếu chuyển đó là muốn nó, à chắc là muốn thâu hào, thì số mua rồi, thì lý thế này, à số thế này lý, thì lý thế này vừa chỉ là một thâu hậu thế chỉ li mua, ta chỉ nói chuyện cái ý là nghĩ pla đó, chỉ khó nói được nhưng nhớ khó bỏ thâu à, anh nói cái cháu chuẩn cái mua những cái cháu cái hậu thế thì cũ, giờ lên thứ mà tôi chỉ bao sử cũng đòn này cái của bao nè, à, giờ lên thứ sáu mua mi nhụa là nếu mà ba người vừa người cho chuẩn nên nói nếu bộ phận sinh hạt ba tao đòn nếu mua mi nhụa, nếu cho là thâu vậy người hậu đệ xuân luôn nè, nếu mà thâu ý là câu chuyện nếu cho là lâu thì nó tẩy nó một số thứ nó hậu xuân, tao nếu hậu rỗng đệ kia, in tủ những chuyện nên nói nếu mua mi nhụa xong nữa.